Đấu thứ 9 của chúng ta đối đầu giữa Sportman Hà Lan và Sparta. Đội bạn có Quýt là người được cầm Minoan. Một min đến từ Quýt. Một Minoan nữa đến từ game thủ Rôn Tễu. Một Babylon đến từ game thủ Sima. Và cuối cùng là một Persian của game thủ Hoàng Mai Nhi. Như vậy đội bạn có một trắng tuyển, còn lại thì toàn quật cùi rồi. Rất có thể sẽ có một Minoan đánh cung Nga trong tay của Tễu hoặc trong tay của Quýt. Ngày hôm nay thì mình thấy Tễu thi đấu cũng bình thường. Quýt thì ngày hôm nay đang đưa về thế cầm chủ lực tương đối nhiều, và đó không phải là thế sở trường của thủ cam Quýt. Chúng ta ở trong thế này thì có chim sẻ cầm sang mỡ cung này, và đầu cánh đen trước đánh cùng dành cho game thủ chim sẻ. 98 cầm Hippie trong cánh rất tươi. Katarian dành cho game thủ Bùi Trung An. Và cuối cùng là một Minoan trong tay của game thủ Mạnh Hà. Zoom hit Min Kata đối với cả Permin Baby và Minoan. Trận này nếu được đưa về đời 4 thì chúng ta gần như là sẽ không có cửa thua. Nếu đưa lên thế đời 4 thì gần như là không có cửa thua. Nhưng mà không biết có đưa lên đời 4 hay không. Đây là bài Katarian đến từ game thủ 98. Cầu An đã thấy từ rất sớm. Gần nhà có 2 cỗ 75 và thêm một vài cái 40. Tạm thời ở trong bước đầu tiên đang là ổn dành U98. Vâng, màn ảnh máy của game thủ xin bạn, đây là màn ảnh máy của Bùi Phương Nam, xin nói anh em nhé, đây không phải là 98 đâu, hình như là đang có tên thì view nhầm thì phải. Còn đây là Mạnh Hào. Mạnh Hào có một màu phụ. Bài Minoan của Mạnh Hào nằm ở trong góc này. Tỷ lệ anh Cung Hà lên tới khoảng tầm 90% dành cho Mạnh Hào. Màn ảnh máy đây mới là màn ảnh máy U98. Phải chăng 98 sẽ có bài đấu đi dâng A? Khi tôi thấy rằng một thế nhà đang quá rộng dành U98. Quá rộng dành cho 98 luôn. Và bài này 98 nên đi dâng chứ không nên đánh ở nhà. Bởi vì đội bạn là toàn các tay chém thôi. Mà chẳng là đội bạn là toàn chém nữa. Thì tỷ lệ 98 bị ô bom là rất cao. Nên đi dâng. Đây là chim sẻ. Một bài Samurian có lẽ sẽ đánh chém. Có lẽ sẽ đánh chém rồi. Bởi vì Hào đánh cung rồi. 98 thì dâng Nga. Sẻ chém là hợp lý. Samurian chém ở bên phía bên này thì chả sợ bất kỳ một đơn vị quân nào bên phía bên kia cả. Vâng, có voi và có một đàn hiệu. Đây là đàn hiệu 7 dành cho game thủ chim sẻ nào. Cũng đang ổn nha. Bài này thì sẽ cần có thêm ít nhất là một con voi, một mỏ cỏ phụ nữa thì sẽ là bài khỏe. Còn không thì có thêm hiệu hùng thì cũng được. Bởi vì đây là đàn hiệu 7. Một đàn hiệu to. Vâng, và thay mặt cho những người làm chương trình thì tôi xin được gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ Toeno đã đồng hành cùng với trận đấu này. Hiện tại thì nhà tài trợ Toeno đang có chương trình dọn kho đón Tết sale bằng hết. Chỉ từ 69k, anh em có thể biết thêm chi tiết từ đường link tôi có ghi ở dưới phần comment. Và cũng cảm ơn anh Thắng sản xuất Vero rất nhiều khi anh đã có phần thưởng, đó là 20 triệu đồng dành cho team Mavic Sparta. Nếu như lên ngôi vô địch ở trong giải đấu năm nay, còn nếu như không thể lên ngôi vô địch thì vẫn có sức phần thưởng, đó là 10 triệu tiền mặt đến từ anh Thắng sản xuất Vero. Thay mặt cho các game thủ của team Mavic Sparta, tôi xin cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, bài của chim sẻ đang là một bài có hai con voi và hai đàn hươu. Bài này đã đủ dành cho Summerian để ép đời rồi. Chim sẻ đang có trận ép đời rất tốt. Vâng, 7-4-16 với 25 nông dân của Summerian. Quả phụ cũng có luôn. Liệu rằng trận đấu này chim sẻ có ăn quả phụ hay không? Tôi nghĩ rằng ở chỗ này thì chim sẻ cần phải ép gỗ. Vấn đề của chim sẻ bây giờ là gỗ chứ không phải là thịt. Lượng thịt của chim sẻ đã dồn lên là rất nhiều rồi. Mỏ quả có lẽ rằng sẽ để dành để ăn sau khi lên đời xong. Bằng này thì bằng này đồ là đủ để ép đời rồi. Bỏ quả sẽ để dành để ăn hoa. Hợp lý. Màn hình máy của Nam. Vâng, Nam 23 dân rồi. Một bài chém ở đầu cánh dành cho Nam. Đồ ăn là vừa đủ với hai đàn hiêu cộng với cả một đôi voi. Tham lại. Vâng, Quýt chết một dân. Người đánh nhiều dân của đội bạn đó là game thủ Roan Tễu 27 dân. Người được cầm Minoan. Như vậy Minoan đánh cùng rồi. Minoan của Tễu đã đánh cùng. Chúng ta cũng có một cùng đến từ Minoan của Hào. Hào 26 dân. U98. Như vậy là không phải bài đi dâng A. Vâng, tôi tưởng bài này là bài đi dâng A của U98 nhưng không phải. U98 đánh kiểu thu hốc. Một cái hốc không quá rộng dành cho U98. Đây là chim sẻ. Và xem chim sẻ thì chim sẻ dường như là người có cái bài đẹp nhất bên phía của cầu thủ của Sparta. Vâng, đối đầu với chim sẻ đó là game thủ cầm Minoan, game thủ cam Quýt. Vâng, cam Quýt đối đầu với cả chim sẻ. Và trận đấu này tôi nghĩ là chim sẻ sẽ là người có lợi thế hơn cam Quýt. Khi chim sẻ là người lên đời sớm và lực khỏe, cam Quýt là bài chết bất một dần. Vâng, cũng đã lên đời dành cam Quýt rồi. Chúng ta đang có hai người không lên đời, đó là game thủ Mặn Hào
chưa lên đời thôi. Mạn Hào và U98 hay cầm chủ lực đánh nhiều dần nên đời muộn là chuyện đương nhiên. Đang trọng dần của Cam Quýt, vâng, một dần của Quýt phải nằm xuống. Còn có ba cái ruộng tại nhà chính cầm. Bỏ quả này cũng không còn nhiều thịt lắm rồi, chim sẻ đang cố gắng ăn để có thể có thêm lực thôi. Ăn thêm hai con hươu nữa để có thêm lực khỏe hơn. Ngựa giò của chim sẻ đã đầy đủ là công giác. Nếu vậy tốt dành cho cái thủ Cam Quýt. Vâng, vẫn thoát được con ngựa giò này. Năm con ông dân dành cho Cam Quýt. Đã mất, chính xác là 7 con. Đã mất đi hai con ông dân rồi. Tình huống trọng giò rất khó chịu của cái thủ chim sẻ dành Cam Quýt. Nhưng không được. Cam Quýt cũng đã có giò. Nhưng đây là vài đấu mà chim sẻ lên sớm hơn Cam Quýt là tương đối nhiều. Bài Quýt lực cũng ổn nha. Hai mỏ quả dành cho Cam Quýt trong tên. Vâng, lên đời này. Một A, không, đó là một P. Sẻ mất giò. Nhưng lạc đà đã có. Chúng ta xem mỏ gỗ của Cam Quýt liệu rằng đã nhìn hết hay là chưa. Vâng, bơm một tuần thịt cho cái thủ Bùi Phương Nam. Nam dường như đang hơi yếu. Cầm một tuần thịt dành cho Nam để Nam có thể cấp được cái bánh xe. Tham lai của Nam mới chỉ là 22 thôi. Và này như Nam đánh giò thủ và bị công tê. Vâng, tễu công tê luôn. Bơm 100 vàng cho game của Mạnh Hào. Nam sẽ không có nhiều sát thương ở thời điểm đầu đâu. Rồi, như vậy là 98 đã khung xong cái hốc của mình. Thằng 26 vừa đúng bị dừng lờ bởi Hoàng Mà Nhi. Hoàng Mà Nhi là cầm pơ. Kích đời rất sớm và đang công sang nhà U98. Như 98 tạm thời đã khung xong cái hốc của mình rồi. Hãy cẩn thận bị công ca. Cẩn thận bị công ca. Tỷ lệ công ca của Hoàng Mà Nhi dành U98 là rất cao. Rồi, giữ được 3 giật. Đường đối là đào tìm. Chim sẻ đang trên con đường thi đấu với cả người cầm huy đoàn. Và có cả con cùng gò dành cho bên chim sẻ. Với cái bài đấu mà có tới hai quả phụ thì chắc chắn là game thủ cầm huy đoàn có bánh xe rồi. Và biết ngay, chạy luôn, rất nhanh. Hào phải cẩn thận nha. Hào phải thật cẩn thận bởi vì là đội bạn đã bỏ 98 rồi. 98 là người thu hốc và Hoàng Mày Nhi. Rồi, chúng ta nhìn thấy lạc đà Hoàng Mày đang sang nhà của game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào đang có bài 2 nhà BA ra đều, bánh xe có rồi. Cần phải bò kín cái vị trí làm gỗ của mình lại. Không mất dần đến từ Hào. Tạm thời đang thủ nhà thành công. Và khung hai áo đã lên xong. Nhưng cần phải tụ lại được. Chưa ra được tờ này đâu. Cứ bình tĩnh. Chưa ra được. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Vâng, tạm thời thủ trước đã. Mạnh Hào còn phải có một khoảng thời gian nữa để có thể khung nhà. Nhưng nhà Hào khung cũng dễ thôi. Đây là Nam 26. Tạm thời thời điểm đầu thì không thi đấu. Thì về sau mới có thể thi đấu được. Và trong để có thể chơi vào nhà của em thủ Xi Măng. Xi Măng trận đấu này là người được cầm Babylon và cũng đánh chém. Cần phải vào trong chăn Pơ. Đúng rồi, Pơ là người ở trong cánh của game thủ Xi Măng. Vào trong chăn Pơ sẽ bị chính xác hơn. Nhưng mà lực của Nam là yếu. Không nhiều quân thì chặn đơn vị quân không có ánh xe thì sẽ là hợp lý hơn. 98 đang giữ được cái hốc của mình. Thằng này là 31 dành cho game thủ U98. Vẫn đang có thạc. Trận đấu này 98 và Hào sẽ ôm nhau. Qua trở lại với xe. Xe tham 37 như vậy đã đánh bay được game thủ Cam Quýt. Chúng ta đang có 3 nhà khỏe nha. Nam thì không phải là một nhà khỏe, nhưng Nam đang giữ tham lai là rất tốt. Bây giờ thì đội bạn sẽ có thế như thế nào đây? Quýt là người đánh chém đầu cánh đã thua sẻ. Pơ là người đi dâng lờ. Xi Măng là người cầm Babylon đánh chém ở đầu cánh. Như vậy đội bạn có một cung duy nhất thôi, đó là game thủ Roan Tễu. Nhưng đội bạn cũng đang có một Xi Măng gần như là khỏe nguyên. Chim sẻ vào trong chăn Pơ. Với con đồng dân không có ánh xe của Pơ thì không lấy cái gì để đỡ lại con cùng gò cả. Pơ sẽ mất đi màu vàng ở trong tờ này. Màu vàng tương đối bất bình và bất tử với các nhà đánh chém, nhưng mà không bất tử với các nhà đánh cùng. Đây là 98-35. Thám lại, vâng, tham lại chúng ta đang đè xuống khi Mạnh Hào đang người nở ra rất to. Nhưng phía bên kia thì game thủ Rôn Tệ cũng có tham lại cũng to không kém game thủ Mạnh Hào. Tham Mạnh Hào là 54 ở thời điểm phút thứ 19. 45 dần dành game thủ Rôn Tệ. Màu 8. Màu 8 vẫn đang còn tham. Màu 8 vẫn đang còn tham game thủ Hoàng Mà Nhi. Một tham lại không hề nhỏ dành cho Persian của Hoàng Mà Nhi. Chúng ta cần phải chăn nhà của Hoàng Mà Nhi thật rát hơn. Đây là máy của Nam. Nam tham 17. Chạy dần lung tung bản đồ và được bắt. Như vậy là đang có tình huống chuyển cung dần dành cho game thủ Xi Măng. Và như đây là bài đánh cung thẳng của Xi Măng. 2S thì như đánh cung thẳng đấy. Vâng, Nam vừa chết khá nhiều dần. Nhưng tờ này thì Nam cũng đang khiến cho game thủ Xi Măng phải trả giá. Số lượng dần chết của game thủ Xi Măng cũng là tương đối nhiều trong tờ thiếu này. Vâng, chạy ra phía bên ngoài thôi. Hào và Nam sẽ cờ cấu nhà với nhau. 98 đã bắt đầu cùng nhà phát triển khỏe ra. Và đây là một tờn lọt nhà của game thủ chim sẻ dành cho game thủ Roan Tễu. Một tờn lọt nhà của chim sẻ dành cho Roan Tễu. Nhưng tờ này Roan Tễu đang có tình huống vậy tương đối tốt.
nhà Ron Tễu đang nằm ở đỉnh góc 9 giờ. Một thế bài rất đẹp dành cho Tễu. Vâng, tôi đang nghĩ đến một cái thế trận mà đáng cao trận đấu này sẽ đưa lên đánh đời 4. Sẽ đưa lên đánh đời 4 ở trong trận đấu này, trận đấu thứ 9 của chúng ta, cuối đầu giữa Sparta và Sandman Hà Nam. Tham 27 của ông chủ chim sẻ, chim sẻ đã chủ động về nhà của Hào Hồ rồi. Phải chăng là hai con Milan sẽ đánh kiểu lên đời 4 bởi vì nhà rất là xa, hai chủ lực cách cực kỳ xa nhà của nhau. Vâng, một người ở trong góc 9 giờ, còn một người ở trong góc 3 giờ. Thì hai Milan này không đẩy được nhau ở đời 3 rồi. Khả năng cao sẽ lên đời 4 để có tình huống công ca, công kéo các kiểu. Và đội bạn sẽ là người chủ động lên đời 4 hơn chúng ta. Chứ tôi không nghĩ rằng Milan của game thủ Ron Tễu sẽ có tình huống đi công. Vâng, tham đội bạn đang đè. Khi mà Nam là người mất tham và Sẻ cũng là người mất tham, đội bạn vẫn 4 nhà tham đều. Không hiểu Persian đang ở đâu. Persian đang có một cái tham lại rất là to. Hào cần phải nâng cấp một cái giáp không? Vậy vậy Hào kích 4 rồi. Vẫn còn thấy cái sự chủ động đến từ Hào. Đã kích 4 rồi, thôi xong rồi. Hào giáp ơi, Hào ơi, giáp giáp. Vâng, đội bạn có một turn up rất bất ngờ vào nhà của Hào. Hào đánh kiểu 2-3 dân à, đánh kiểu sóc có 3 thôi và kích 4 sớm. Lạc đà đội bạn đang đông quá. Vâng, game thủ xi măng đang có một bài đấu có rất đông những con cùng gờ. Lạc đà tôi không sợ, bởi vì lạc đà sẽ bị khắc bởi những con cùng gà của Bi Đoàn. Nhưng vấn đề của đội bạn đó chính là những con cùng gờ. 98 đang sang thủ cho game thủ Mạnh Hạng và tạm thời là thủ thành công. Tham lại 65 đến từ Hào thôi. Một tham lại không to nhưng đã kích 4 rồi. Hà đang bắt đầu tăng những chiếc nhà bia của mình. 98 tham bao nhiêu? Vậy vậy 98 tham 6x. Chúng ta vẫn là thế mà có hai chủ lực khỏe hơn đội bạn. Đội bạn này cũng có hai chủ lực nhưng nhà xi măng là một thế bài tương đối lưu tiểu mà không khung bằng nhà của game thủ U98. Vâng, Mạnh Hào lên đời 4 xong. Và bây giờ thì cửa thắng duy nhất của đội bạn đó chính là công ca. Cửa thắng duy nhất của đội bạn đó là công ca vào nhà của Mi Đoàn. Vâng, và cũng tiện thể là ốp chết game thủ cầm Hitty luôn. Ở thì hiện tại Hitty không lấy gì đến nữa cả. Và cả Mi Đoàn cũng thế. Thông tin báo về Ron Tễu cũng đã lên đời 4 xong. Nhưng nếu như đời 4 là đánh về lâu về dài, chúng ta có một hot thần Hitty. Và cái đơn vị quân đấy là đơn vị quân mà không có cái gì để có thể chống lại cả. Hào thủ ca. Hào thủ ca mới làm quyết định khôn ngoan và thông minh. Chứ đừng đánh theo kiểu mà chạy cùng hoa lửa thì đó sẽ là rất khó. 98 bây giờ sẽ cần phải sóc dần. Mạnh Hào sẽ người bảo kê cho 98 để chúng ta có thể sóc dần vào lên 4. Và khi chúng ta có những con hot thần thì sẽ không sợ ca của Mi Đoàn nữa. Chắc chắn là đội bạn phải công ca nhá. Tôi khẳng định luôn đấy. Cửa thắng duy nhất của đội bạn đó là công ca. Chứ mấy con lạc đà bây giờ thì không có tác dụng nữa rồi. Cung A lửa và có bắn chặn của Minoan, nó sẽ cần tất cả con lạc đà và cung R của Baby. Chỉ có ca mới có thể làm được điều khác biệt. Hy vọng rằng các thủ ta có thể nhận ra được cái điều này đến từ đội bạn. Màn ảnh máy Bùi Phương Hạc. Vâng, Nam đang quấy xung quanh nhà của game thủ Xi Măng. Màn ảnh máy của game thủ Chim Sẻ Đắng. Vâng, Tam Mai 26 cũng đang quán quả lại cam quýt một tờn. Đời 4 đội bạn toàn Minoan thôi. Bởi Minoan đời 4 cũng không lấy cái gì để đánh cả. Vâng, Cam Quyết đang quay trở lại với bài chiều lạc đà. Hình như là bẵng đi một khoảng thời gian này, Cam Quyết đã hoàng được tương đối nhiều. Chim Sẻ bây giờ quay trở về thế hồi thôi. Vâng, như vậy là vừa nói xong thì đúng là một bài đi công ca đến từ các game thủ của đội bạn. Vâng, như vậy là Mạnh Hào và 98 đã phát hiện ra trong tơn thiếu này. Và Mạnh Hào đang nở tham lên là hơn 100. Vâng, không tình huống thủ ca đến từ Mạnh Hào. Nếu là tôi thủ ca để cho nó chắc cốp hơn. Nhưng Mạnh Hào thì không. Mạnh Hào đang có vẻ như là hơi yếu vàng. Cùng là đã có công nghệ tầm xa 7+5 nhưng mà chưa có lửa. Chưa có lửa cũng như là chưa có cái giáp để chống cảm cách tốt hơn. Vâng, lửa đã khạc. Và bây giờ thì cung A Baby có cái cửa gì để có thể đầu với cả con cung A lửa của vâng Minoa trong tay Mạnh Hào đây. Bơm một tân đồ để 98 và lên 4. Chắc chắn đội bạn vẫn sẽ công cả tiếp. Đi dò. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đi dò. Chúng ta sẽ không cần phải đẩy đội bạn làm cái gì cả. Không cần phải đẩy. Chỉ cần đi dò xung quanh nhà của mình mà thôi. Để mới tìm được vị trí đi dâng ca của game thủ Ron Tễu. Tễu sẽ dâng ca tại một vị trí khác. Và tôi không biết rằng đó sẽ là vị trí nào. Cẩn thận nha, chúng ta đang chỉ sợ bài dâng ca thôi. Chúng ta không sợ bất kỳ một bài gì cả. Vâng, Mạnh Hào cũng đang nâng cấp những con ca to của mình. Lực của Mạnh Hào đang hơi yếu về lực thịt. Mạnh Hào vẫn đang chỉ có khoảng tầm 1.5 cung Nga mà thôi. Chứ cũng không phải là quá nhiều. Nếu như game thủ Ron Tễu không thể đỡ nhà. Vâng, như vậy là Hoàng Mai Y là người đã đi sai. Vâng, tỷ số được nâng thành 5-4 dành cho team AOE Sparta. Một trận đấu thể hiện được cái sự khôn ngoan đến từ Mạnh Hào. Bài đánh 3A và kích 4 cực sớm của Mạnh Hào đã khiến cho các game thủ của đội bạn là không có bất kỳ một tí cửa gì cả. Một trận đấu mà Xi Măng là người đánh kiểu trầu quần. Hoàng Mai là người cũng dâng A, dâng L lên phía nhà của U98. Nhưng đen cho game thủ Hoàng Mai là 98 trận đấu này có hốc. 98 trận đấu này có hốc. Và Cam Quýt thì không có ý cửa gì để điều với cả Chim Sẻ cả. Và Chim Sẻ vượt qua nhà Cam Quýt rất nhanh, sau đó vào lấy tham của game thủ cầm Persian.
Nam trận đấu này thì hơi phế một chút khi mà là một bài lên đời muộn và bị một giò một tê đẩy trong ngay trong thời điểm đầu tiên. Và Nam trận đấu này chỉ có nhiệm vụ là lên bánh xe chạy và sau đó thì cố gắng quấy các thủ xi măng một vài tơn mà thôi. Chúng ta đã vừa lên dẫn trước lần thứ hai ở trong buổi tối ngày hôm nay và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục dẫn trước mãi mãi. Mạnh Hào đang liên tục thể hiện được cái kinh nghiệm của mình khi thi đấu ở trong áp 4-4. Vâng, Roland Tếu đang thủ ca nhưng mà đen cho Tếu. Có mỗi cửa dâng ca thì mà đội bạn không có bất kỳ một cái cửa gì khác. Bởi vì nếu như không dâng ca thì khi nếu như không dâng ca trước khi Hitty lên 4 thì Hitty nó sẽ cần tất, cần cả đất xung quanh luôn. Đội 4 đội bạn là tịt. Hào tiếp tục lại có một trận đấu tỏa sáng rất tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cùng đến với màn nhận định sau trận đấu và trước khi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 10. Cam thủ giờ quen tay sau mỗi trận reset luôn. Quen tay. Bây giờ sau mỗi trận reset này. Bên kia nó cứ hãm chè. Cam khổ vậy. Số mấy ông này hãm lắm. 3 trận xếp một lần được sao, cái này với game thủ nó cũng mệt. Mình nhìn mình đã thấy mệt mẹ. Chạy ra chạy vào lại view dưới từ đầu mình. Thank you.
không cần phải mất thời gian như thế đâu. Quản lý về nào anh? Tìm cục kim. Nếu không cho reset thì bây giờ không sẽ em ngồi kia. Không reset được, không cho được. Biết rồi, anh đặng đi. Anh Sơn. Ừ, anh Sơn đấy. Anh Sơn là người bảo reset đấy. Đề nghị bỏ phần bình luận sau đó. Rồi, sang đi, sang luôn. Alo. Alo. Và như vậy là vừa rồi chúng ta vừa mới kết thúc màn nhận định sau trận đấu của bình luận viên Gaber, Gaman và bình luận viên Tuấn Tiến Hải. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 10. Hy vọng cam thủ chúng ta tiếp tục sẽ giữ phong độ như ở trong các trận đấu vừa rồi. Và ngày hôm nay tôi cảm thấy rằng Sparta đang thi đấu rất hay và cực kỳ gắn kết với nhau. Vâng, trận đấu này thì quân của chúng ta đánh giá là đẹp hơn đội bạn một chút ở trong đời 3 thôi. Đời 3. Chúng ta có chim sẻ người được cầm Pan. Chúng ta có U98 người được cầm Per. Pan và Per. Có một Babylon đến từ Bùi Phương Nam. Và có một Egypt đến từ game thủ Mạnh Hào. Như vậy chúng ta xác định rất nhanh được hai tay chém, đó là game thủ chim sẻ U98, hai tay cung là Mạnh Hào và game thủ Bùi Phương Nam. Đội bạn Hoàng Mai Nhi là người được cầm Baby. Vâng, cả Quýt cũng cầm Baby luôn. Vâng, hai Baby đến từ Hoàng Mai Nhi và Quýt. Một Egypt đến từ game thủ Ron Tễu. Và một Roman đến từ game thủ Sĩ Mạc. Vâng, tại sao tôi nói rằng trận đấu này chúng ta đẹp hơn ở đấy 3? Bởi vì chúng ta có Pan và có Per. Ở đấy 4, à không, xin lỗi các bạn nhé. Vâng, xin lỗi các bạn. Vâng, tôi lại nhận định lại, đấy 4 chúng ta cũng đẹp hơn luôn. Bởi vì sao? Mặc dù đội bạn là có hai đạp đội tuyển nhưng chúng ta lại có hot thần. Hot thần trong tay Pan. Một trận đấu nếu đưa lên 4 thì sẽ là rất hay, nhưng chúng ta có tới hai cung tuyển, à, có tới hai chém tuyển có khả năng sự đột biến cao, đó là Pan và Per. Thì tôi nghĩ rằng nên kết thúc trận đấu này ở trong đội 3 thì sẽ là hợp lý hơn. Vâng, đưa lên 4 thì nó rất là lằng ngoằng. Mà các game thủ như kiểu là U98 hay là game thủ Bùi Phương Nam thì là những cái người mà đại khái là game 4 thì cũng được. Nhưng mà xét về mặt kinh nghiệm thì đội bạn vẫn cứ là nhỉnh hơn chúng ta là nhiều. Bởi vì là xét về độ tuổi thì Ron Tễu với cả game thủ Cam Quýt thì không phải là lớn tuổi lắm. Nói về tuổi đời thì không phải là lớn lắm, nhưng mà nói về tuổi chế thì các anh ấy lớn hơn 98 và Nam rất là nhiều. Nam và 98 là hai game thủ trưởng thành từ giải đấu lên tỉnh do GTV tổ chức cách đây cũng 2-3 năm rồi. Trưởng thành từ cái giải đấu đấy và bắt đầu từ đấy bắt đầu mới thi đấu được tầm 2-3 năm. Còn đội bạn thì toàn những người thi đấu 6-7 năm, thậm chí cũng người cả chục năm rồi. Riêng Hoàng Mai Nhi chắc phải tầm chục năm rồi. Còn Quýt thì cũng rơi vào tầm 6-7 năm. Cả Tễu cũng thế. Ok, và kéo đấu ta chạm 9 nhé các bạn. Nhiều bạn vẫn đang hỏi chạm mấy. Mình xin trả lời luôn là chạm 9. Đây là bài Persian tạm thời là đẹp dành U98. Quả đầu thấy sơm. Và đó là một mỏ quả 7. Gỗ đầu là gần. Hiêu đầu là 5 con. Và có thêm 2 con voi nữa. Bài 98 đang dừng cái mức rất được. Nếu như có thêm 2 con voi nữa thì đây sẽ là bài đột biến cực kỳ dành cho Persian. Nằm ở đầu cánh. Mánh máy của cam thủ khác xem nào. Đây là Bùi Phương Nam, người được cầm Babylon. Và trận đấu này tôi nghĩ rằng Bùi Phương Nam nên đánh cung. Bởi vì thế nhà của Nam đang có rất nhiều rừng. Một thế bài có nhiều rừng mà lại chưa thấy đồ ăn đâu thì nên đánh cung. Bởi vì là đánh chém thì lên đời không sớm thì không sát thương nhiều. Đánh cung sẽ quyết định chính xác hơn dành cho Nam. Mạnh máy của game thủ chim sẻ, người được cầm Pan. Bài Pan của chim sẻ rõ ràng có ổn không? Ngày hôm nay thì đây là trận cầm Pan thứ 3 của chim sẻ rồi. Chim sẻ tôi nhớ rằng có 3 trận cầm Pan và có 3 trận mà chim sẻ được cầm Maxi. Đánh 10 trận, 3 trận cầm Pan, 3 trận cầm Max, 1 trận cầm Egypt, 1 trận cầm Summer. Và 1 trận nữa cầm cái gì thì mình cũng quên mất rồi. Và chim sẻ kích đời với bài 19 giật. Nhưng đây là bài mà chim sẻ sẽ phải đi đập lỗ. Vâng, giữa nhà của chim sẻ và giữa nhà Nam đang có quá ít đồ ăn. Đây là bài của Mạnh Hào. Mạnh Hào cầm Egypt. Vâng, như vậy là quả phụ này thì Hào ăn rồi. Quả phụ này cũng nằm rất xa nhà của game thủ chim sẻ. Mạnh Hào nằm ở đầu cánh nên sẽ bắt buộc là phải để game thủ Mạnh Hào ăn. Nếu Mạnh Hào không lên đời thì có thể Mạnh Hào sẽ phê 25 dân của Hào. Có đàn nhiều ở phía dưới nữa. Để phía dưới có nhường sẻ không? Không nhường à? Không nhường thì tôi đang lo sợ là sẻ đang không lên đời. Mà nếu như mà... Vâng, như vậy là đi đập lô. Thôi, xem 98 đi. Quay trở lại với xem game thủ U98. Vâng, góc 3 giờ có khách.
Vâng, góc 3 giờ có khách, đó là game thủ cầm Persian, game thủ Ron Tễu. Ron Tễu là người được cầm Egypt vào trong trận đấu này. Nó lại cùng có thể gọi là chủ lực của bên bạn. Bên bạn thì có rất nhiều quân có thể đánh được cùng, hai BB cũng đánh được cùng. Nhưng Egypt là quân được coi như là tuyển nhất, đây là BL, còn đây là BM. 98 đã có trận kích 9 sớm với 2-3 đồng dân của Persian. Nhưng lực của 98 trận đấu này tôi đang cảm thấy rằng không phải khỏe lắm nhá. Sau khi ăn xong hai con voi này thì lực của 98 sẽ có con giò công giáp và còn thừa khoảng tầm 300-400 thịt, à tầm 200 thôi, để có thể sóc đều được tầm 3 con lạc đà hoặc là còn bơm đồ cho Pan. Thôi xong rồi, giò công giáp liệu rằng có giành U98 hay không. Đây là một chiếc HBE và 98 được xây ra. Vâng, vẫn đang đời 1 dành cho Roan Tễu. Bài đấu mà 98 lên đời quá sớm so với cả quy định. Nhưng con giò là chưa đầy đủ công giáp. Còn vâng, có một cái bé thôi. Bây giờ mới là cái giáp dành cho game thủ U98. Roan Tễu đang muốn cót bài đánh kiểu khung nhà. 98 đang đánh kiểu điên hoàng. Vâng, đang đóng nhà điều kiện dành cho Roan Tễu. Đây là phút thứ 10, bài Tễu lên đời không muộn nha. Vâng, cuối 10 đến từ Tễu. Bài này thì do là 98 lên đời quá sớm thôi. Vâng, Tễu đánh. Vâng, như vậy các thấy Tễu đánh cái gì ạ? Vâng, Tễu đánh chém á, tôi thấy BL. Đúng rồi, đây là nhà BL đến từ Ron Tễu. Vâng, Tễu đang là người bây giờ mới đi đào vàng. Không biết là lực dành cho Tễu có nhiều hay không. Vâng, rất nhiều dân của Tễu đang đứng chơi. Rất nhiều dân của Tễu đang đứng chơi. 98 đánh luôn bài 1 BL và 1 nhà BA. Vâng, lên đời xong dành cho game thủ U98. Vâng, không được vàng dành cho game thủ cầm Egypt. Và rất có thể đây sẽ bài đấu mà Egypt sẽ phê với cả U98. Vâng, đã lên đời 3 xong và 98 đang được quyền đập dần. Vâng, có T dành U98, bài 1L1A là quyết định chính xác dành cho game thủ trẻ của Sparta. Vâng, rất hay dành U98. Vâng, Ron Tễu đang có một bài lên đời muộn và lực yếu. Tôi vẫn chưa thấy con giò của game thủ Ron Tễu đâu. Nếu như có giò chắc là Ron Tễu sẽ quay trở lại để chọc vào cái con vâng cùng T của U98 ngay. 98 đang chờ có lạc đà đâu rồi? Có lạc đà đi chậm thế. Con lạc đà đang chuẩn bị tới nơi rồi. Roland Tễu, Tễu. Vâng, 7 dân Tễu đã phải nằm xuống và rất nhiều dân Tễu nữa sẽ phải nằm xuống sau tơn lọt lạc đà này. Đây là con lạc đà công giáp dành Ron Tễu. Vâng, có thể là Tễu fit luôn hay chẳng? Vâng, Egypt kẹp sầm và chết hơn chục dân dành cho Tễu rồi. Đây là mỏ quà của Tễu. Bánh xe vẫn chưa có dành game thủ trẻ của Sportman Hà Nam. Vâng, fit luôn dành cho Tễu. Vâng, mất đi một mỏ gỗ, mất đi một mỏ ấn hoàng, mất đi vâng những con đầu dân vâng chạy ra phía bên ngoài nữa. Tễu không còn tham nữa rồi. Tham 98 đang là 31. Một bài đấu đánh được kiểu 3T và đây lại tiếp tục thêm dân của Roan Tễu. Vâng, fit thật dành cho game thủ Roan Tễu rồi. Vâng, đây là nhà bia của game thủ Bùi Phương Nam. Vâng, Nam đánh kiểu đi sơ Nga, trận đấu này cũng là hợp lý rồi. Ấy à, đi đâu đây, đây rồi, ấy Tễu ơi. Vâng, Tễu đi đâu đây, đi đâu, còn một con, không được, đừng để cho nó chạy. Một con cũng không. Vâng, vẫn đang chạy được, có vậy hay không. Vâng, Tễu lửa đi sai, đi số là 6-4 dành cho Sparta. Vâng, bài đấu mà Tễu đã không còn, gần như là không còn con đấu dân nào cả. Tễu còn đúng hai con đầu dần tại nhà chính. Mọi bài đấu rất đẹp dành cho Egypt của Ron Tễu. Và nếu như không có một bài lên đời sớm của U98 thì rất có thể Ron Tễu sẽ có một bài đánh cung và cân bản đồ. Nhưng đen, Tễu gặp ngay bài kích 9 sớm của U98. Và ngày hôm nay thì 98 và anh Hào đang liên tục thay nhau tỏa sáng. Rất tuyệt vời dành U98, quá hay. Bài đấu này thì Mạnh Hào, Bùi Phương Nam cũng như là Chim Sẻ không cần phải đấu quá nhiều. Khi 98 đã đưa một nhà vâng về cái thế trận là đọc báo rồi. Vâng, nếu thế trận còn đánh tiếp thì Tễu sẽ ngồi đọc báo và soi tham cho người đồng đội của mình thôi. Rất hay. Chúng ta sẽ đến với màn nhận định sau trận đấu. Và trước khi quay trở lại với trận thiếu tiếp theo, trận đấu thứ 11 của chúng ta ở trong trận thiếu chung kết này. Hiện tại chúng ta đang dẫn trước đội bạn với tỷ số là 6-4. Và quân ở trong trận đấu 11 này thì có vẻ như chúng ta đang là người đẹp hơn. Vâng, đội bạn có Cho Son đến từ game thủ Cam Quýt. Có một Minoan đến từ game thủ Simang. Vâng, Cho Son, Minoan, Egypt đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Và cuối cùng là một Greg trong tay của game thủ Roan Tễu. Chúng ta thì có một Greg của Chim Sẻ. Vâng, Chim Sẻ cầm Greg hơi xấu một chút nhưng không sao. Những người đồng đội của Chim Sẻ trận đấu này quân đang khá ổn. Chúng ta có Bùi Phương Nam là người được cầm Summerian. Vâng, Summer của U98 và Summer của Bùi Phương Nam. Một Pamaran trong tay của game thủ Mạnh Hà.
Như vậy là quân của ông ta đánh giá là nhỉnh hơn ở trong trận đấu này. Về cung thì có thể gọi là xem nhau thôi. Đội bạn cũng có thể có thế là Minoan và Egypt là hai người đánh cung. Nhưng về chém chúng ta sẽ là nhỉnh hơn với Pavran của Hào. Ngày hôm nay Hào đã thi đấu rất tốt rồi, nhưng tôi cần Hào thể hiện ít nhất là khoảng tầm 3 trận đấu nữa để chúng ta có thể nhấn chìm Hà Nam. Vâng, Scotman Hà Nam ở trong trận đấu chung kết này, chúng ta xem bài Hào ra làm sao. Người được cầm bàn chém tuyển duy nhất ở trên cái bản đồ này. Vâng, mình sẽ nhắc lại một lần nữa thì cả đội ông ta sẽ là chạm 9 nhé mọi người. Vâng, trận chung kết ông ta sẽ là chạm 9. Hiện tại chúng ta chỉ cần chạm 3 thôi, còn đội bạn đang phải chạm tới 5. Sắp xếp của chúng ta trong trận đấu này cũng đang khá là min binh, khi mà hai chém thì nằm ở trong cánh, còn hai cung thì lại đẩy ra ngoài cánh. Nhưng không sao, một thế bài tôi thấy rằng mặc dù hai nhà cung nằm ở đầu cánh, nhưng mà không phải là cứ cung đầu cánh là xấu đâu nhé. Thế nhà của game thủ Bùi Phương Nam và thế nhà của game thủ U98 mặc dù nằm đầu cánh, nhưng tôi thấy rằng thế nhà hai thế nhà này đang nằm ở giữa tường và có thể có một bài cung ở đầu cánh nếu như có nhiều rừng xung quanh nhà. Mạnh Hào đang không đi dò nữa rồi. Rất chắc cốp đến từ Mạnh Hào khi đã có hai mỏ quả phụ. Mỏ quả phụ phía dưới thì hơi xấu một chút, nhưng mà không sao, đối với Pan thì mỏ quả đấy thì cũng thể mút được. Bây giờ Mạnh Hào chỉ cần phải ép gỗ thôi, có kéo dân về đạt nhiều không. Bài đấu Mạnh Hào cầm Pamran dâng lờ hay sẽ đánh ở nhà, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Hai mỏ quả dành cho game thủ Mạnh Hào và có thêm cả hai đàn hiêu nữa cơ. Nhưng với Pan thì bao giờ người ta cũng sẽ ưu tiên ăn những cái mỏ quả trước. Còn hiêu thì có thể là để dành để lên đời ăn sau thì cũng được. Vâng, 6 dân để có thể chặt gỗ ở trên ngải bét đầu tiên. Có vẻ như Mạnh Hào đang có hơi nhiều dân để chặt. À không, cũng hợp lý thôi, bởi vì gỗ của Hào đang hơi ít. 6 dân, 19 dân dành cho game thủ Mạnh Hào. Mẹ đã ngừng xin dân chưa? Ngừng xin dân rồi. Chưa thấy có tình huống cắt dân lên để đi sân lờ. Đây mới là phút thứ 6. Mảnh máy của một game thủ khác, đây là mảnh máy của game thủ Bùi Phương Nam. Cung hay là chém trận đấu này? Một thế nhà cũng đang hơi rộng dành cho Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng với cái việc mà Mạnh Hào đang khỏe ở trong cánh thì Nam nên tự tin để đánh cung. Nên tự tin để đánh cung. Bởi vì nếu như Hào chém tốt thì đội bạn kiểu gì cũng sẽ bò nhỏ. Và khi đội bạn bò nhỏ thì sẽ cần phải có những cái con vâng đơn vị quân bắn dành cho Bùi Phương Nam để bắn bò nhỏ của đối phương. Nên đánh cung đó sẽ định chính xác hơn. Đây là mảnh máy của game thủ chim sẻ. Trận đấu chim sẻ cầm Greg và tất nhiên sẽ chỉ có thể là dâng lò dành chim sẻ mà thôi. Không có chuyện mà chim sẻ sẽ đánh y thủ Cha Thiên ở trong trận đấu này thì nó sẽ là hơi dị. 26 dân đến từ game thủ chim sẻ và mảnh máy của U98. Hàm lại, đội bạn có một người đánh nhiều dân, đó là game thủ cầm MOBA Hoàng Mai Nhi. Như vậy đội bạn sẽ có một cung thôi. Một cung đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Người cầm Minoan, game thủ vâng xi măng trận đấu này sẽ không đánh cung. Anh ta sẽ người đánh chém. Minoan chém, Greg chém và Cho Son chém. Một mình Egypt là người đánh cung. Thế là bạn là thế ba chém một cung, thế có thể coi là sở trường của Hà Nam. Tễu đánh 22 dần Greg, có vẻ như là một bài kích đời sớm đến từ Greg của Roland Tễu. 98 đánh chém, chúng ta cũng sẽ là thế ba chém và một cung. Một cung duy nhất trong tay của cầu thủ Bùi Phương Nam nào ở đầu cánh bên phía bên kia. Quả trại với Hào nào. Vâng, Hào đang bắt đầu đóng những chiếc nhà điều kiện của mình. Gỗ có vẻ như là hơi nhiều. Hào căn kẹt trận đấu này hơi lỗ một chút, nhưng vẫn sẽ là một bài đấu kích đầu 10 dành game thủ cầm bàn. Và bài này là bài 10 khỏe của Pan nha anh em. Bài này là 10, bài 10 khỏe. Cái các bạn để ý rằng ôi Hào ơi, vâng, hai con coi ngay gần nhà mà bây giờ ông mới rõ ra. Dâu sao vẫn khỏe. Vẫn khỏe một cách mắc bình thôi. Lực lên đời là rất nhiều dành cho game thủ Mạnh Hào. Mỏ quà vẫn đang còn nguyên. Quả phụ thứ hai của Mạnh Hào. Cạnh đó là một đàn hiêu, Mạnh Hào hoàn toàn có thể đánh được bài theo kiểu đi ăn hoa. Ăn hoa lúc đầu để có lực khỏe hơn giải cho Pan cũng là một chiến thuật được các tài chém rất tin, rất hay tin dùng ở trọng thể đầu. BL cần phải có BL thứ hai Hào ơi. Không biết sẽ gặp ai, chúng ta cùng chờ đợi xem. Không, như vậy là Hào đang chắc cốp. Hào đang muốn có được vòng mỏ vàng nó mắc bình nhất có thể. Trên đường đi sừng lò thế thì một mỏ quả, hai dân này có khi ăn được mỏ quả đấy luôn. Vâng, đối đầu với cả game thủ Bùi Phương Nam đó là game thủ Xi Măng. Xi Măng cũng khá nhiều vòi, ba con voi tại chính của Xi Măng đã nằm xuống. Lại có thêm cả đàn hiệu, vâng, Xi Măng dò thủ, tươi rồi. Và khi Xi Măng dò thủ thì đồng nghĩa việc là Nam sẽ không bị chọc dò thời điểm đầu tiên. 4 giờ lần vàng, lực thịt là rất ổn, 300 thịt dành cho Hà. Đây là bài 2BL và có bánh xe dành cho người gầm bàn.
2L bánh xe. Vâng, con giò xi măng hình như là cũng là giò công giáp. Chưa chọc được xi măng, nhưng xi măng cũng chưa thể làm gì được cái nhà ở đầu cánh của game thủ Mạnh Hào. Đó là game thủ vâng Bùi Phương Nam. Hào vào luôn trong cánh. Vào luôn trong cánh và sẽ gặp bài. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Vâng, đi ăn hoa. Đây rồi, đây là nhà game thủ cầm 1-1. Vâng, bây giờ Quýt mới ăn vàng. À không, chính xác là bây giờ thì Quýt mới vâng, bây giờ thì chọc cái e, chọc cái e. Rồi, 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 ra ngoài. Đây rồi, có giò đây rồi. Vâng, có lạc đà ở đây rồi. Vâng, chạy đi đâu? Cái gì? Định làm cái gì đấy? Vâng, xi măng sẽ mất con lạc đà này. À, xi măng mất con ngựa giò này. Mạnh Hào đang chém vào nhà của game thủ Cam Quýt. Một bài đấu Mạnh Hào vẫn đang có thể gọi là chém tốt. Vâng, đây là vị trí BM của Cam Quýt. Không biết Cam Quýt đã chạy dần hay là chưa? Chưa thấy đội bạn đâu. Vâng, đây là con giò của Cam Quýt. Bây giờ mới tới nhà của Mạnh Hào. Nhưng Mạnh Hào cũng đã có bánh xe. Chuyển thành máy của cam thủ khác. Đây là U98. 98 tham 26. Người được cầm Samoyan đầu cánh đánh chém. Tễu có một trận lên sớm, nhưng chất quân của Tễu là không có cửa cưỡng với cả game thủ U98. Khi 98 là người cầm Samoyan, 98 có ánh xe và sẽ có những đội quần để chống phủ rồi Tễu. Lúc đó thì Tễu sẽ cực kỳ khó để có thể thi đấu với U98. Vâng, vừa nói xong 98 có hỗn mã luôn rồi. Vâng, hỗn mã kẹp phù thủy đối đầu với cả Greg. Không cửa gì dài Greg cả. Đây là chim sẻ. Vâng, chim sẻ đang dâng lò thẳng lên nhà game thủ cầm MOBA. Chủ lực duy nhất của đội bạn là trong này, nhưng mà dường như chim sẻ không tránh được nhà MOBA thì phải. Hình như không tránh được MOBA. Tôi sẽ bỏ qua MOBA rồi. Đây là Nam. Nam bắt đầu đẩy cung lên nhà giờ. Một thế nhà ở thềm đầu thì Nam chỉ đánh được với 3 nhà BA thôi. Nhưng với cái việc mà bài xi măng đánh chém thủ. Vâng, chém thủ tích lạc đà đến từ xi măng. Một bài đấu mà xi măng cũng rất hay sử dụng. Quay trở lại với Hào này. Game thủ cầm Pabran vẫn đang có một trận thi đấu rất tốt. Bắt đầu chém vào nhà game thủ cầm 1-1. Vâng. Vâng, một bên thì hở mà Hào vẫn cứ ngồi chế mè. Tôi cũng cạn lời với cả Hào thôi. Khả năng cao Hào sẽ bị dummy. Khả năng cao sẽ bị 1 dummy. Nhưng mà 1-1 cũng đã chết khá nhiều dần rồi. Bây giờ thì Hào tôi nghĩ là nên kết hợp quần với cả game thủ vâng Bùi Phương Nam để đẩy bay nhà game thủ xi măng chỉ mấy ai giờ đi. Xi măng hiện tại cũng đang khá đều hai nhà BL và cũng có rất nhiều lạc đà đấy nhá. Nên tôi nghĩ là phải có hai nhà mới có thể đánh được game thủ xi măng để hoàn thành cái cánh bên này. Cánh bên này sẽ thắng cánh rất nhanh. Mạnh Hào đang lao vào trong chém, không biết là có phù thủy dành cho xi măng không. Vâng, có cung rò Bùi Phương Nam ở đằng sau. Chúng ta cùng xem cửa nào cho xi măng có thể đỡ nhà. Mạnh Hào vẫn chưa mất bất kỳ một con đồng dân nào trong trận đấu này. Và như vậy là có phù thủy của game thủ Caminoan ở đằng sau. Nhưng mà chỉ là một con thôi, không sao cả. Chỉ là một con phù thủy thôi. Đội bạn đang cố gắng đuổi theo những con cung rò của Nam. Nhưng lạc đà của game thủ Mạnh Hào là lạc đà chuyển nhanh hơn. Nó chém quá đầu vẫn còn lạc đà của game thủ xi măng. Tham lai 34 dành cho game thủ Mạnh Hào. Xi măng đang chạy dần đi đâu rồi. Vâng, một bài đấu cũng đang có ruộng dành cho xi măng. Chúng ta chưa thấy dần của xi măng đâu. Hình như Nam đang là người đuổi theo dần của xi măng thì phải. Nam tham 50. Bài đấu Mạnh Hào đang chém tốt nên là khiến cho game thủ Việt Nam đang tươi khỏe. Đây là game thủ và như vậy Hào bắt đầu bị vào trong chăn bởi game thủ cầm correct. Game thủ cầm 1-1. Hào vẫn đang có rất nhiều đồ. Đây là U98 tham 31. U98 hình như bị cộng vào một tên bởi game thủ cầm correct thì phải. Nhưng mà cứ thủ phù và hỗn mã ra là Greg không có cửa gì đâu. Nhưng đội bạn, vâng, như vậy là đây là chim sẻ. Vâng, màn hình máy của game thủ chim sẻ. Chim sẻ đang bất tình lình giật mình lọt vào cái ốc của game thủ Hoàng Mai Nhi. Người đánh giá là cổng chủ lực cứng nhất bên phía của Sơn Mên Hà Nam. Nhưng chim sẻ thì hiện mình là người chém không hề tồi. Và chiến thắng tiếp tục dành cho Sparta. Rất bất ngờ. Và thềm đầu tôi tưởng rằng chim sẻ không thể chém được game thủ Hoàng Nhi. Khi Hoàng Nhi có một kế hoạch ở trong vị trí góc 3 giờ. Nhưng không hiểu bằng một cách nào đó thì chim sẻ đã ăn được quá nhiều dân của Hoàng Mai Nhi. Không thể tin nổi. Và chim sẻ cũng thể hiện mình khi thấy các những người đồng đội của mình tỏa sáng quá nhiều lần. Hôm nay Mạnh Hào đã thi đấu rất tốt rồi. 98 thi đấu cũng hay. Và chim sẻ đang tỏa sáng một bài cầm chém của Greg. Một bài dường như là chim sẻ rình. Rình dập con cá mập khi mà game thủ Hoàng Mai Nhi là người đi cùng. Giờ anh ta đang muốn đi cùng để có thể bắn vào cái thủ U98. Quả nhìn thấy nhà của U98 gần nhà U98 1.13 rất to. Đó là đường đi quần của Hoàng Mai Nhi. Nhưng anh ta đã phải gặp một cái sai lầm. Vâng, chim sẻ là người vâng thi đấu theo hệ rình dập. Và khi Hoàng Mai Nhi đi quần thì ngay lập tức chim sẻ lọt vào trong để có thể vâng đánh bay người cầm chủ lực bên phía của Clan AOE Hà Nam. Và các bạn nhìn thấy lạc đà Mạnh Hào. Yeah, lèo. Vâng. Anh em nhìn thấy tham Mạnh Hào. Tham to mùa 3. Vâng, tham pan to bằng tham lai của người đánh cung thì đỡ kiểu gì.
Và chúng ta vừa lên dẫn trước tỷ số 7-4 và chúng ta cũng trở lại trong 1 phút trước khi đến với màn nhận. Bởi vì trước ngày hôm nay thì trước khi đến với trận đấu chung kết này thì tôi với cả game thủ chim sẻ đã bàn bạc với nhau rất kỹ rồi. Rất kỹ. Lối chơi của bên bảng gây gọi đang bị khắc một phần nào bởi lối chơi của chúng ta. Đội bạn vẫn chơi ngày hôm qua thôi, các nhà trẻ vẫn tốt. Nhưng ngày hôm nay thì sát thương của đội bạn không phải là quá nhiều khi chúng ta cũng có những nhà đột biến trong tay của U98 hoặc là game thủ mạnh hạng. Vâng, còn hai trận nữa thôi, chúng ta sẽ chạm tay về chiếc cúp vô địch của giải đấu Facebook Gaming Creator Cup 2019. Và trong trận đấu này, đội bạn quần đang có thể gọi là đẹp hơn chúng ta. Đội bạn có Hitty đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi, tiếp tục được cầm chủ lực. AC Gan đến từ game thủ Cam Quýt. Nếu không có gì bất ngờ thì Cam Quýt sẽ là người đi dơ ngay, kể cả có nào ở trong cánh hay ở đầu cánh. Đầu cánh sẽ đánh bài cùng vòng quần, còn trong cánh sẽ đánh bài đi dơ ngay. Đó điều gần như là chắc chắn với game thủ Cam Quýt. Kata đến từ game thủ Roland Tiêu. Kata đến từ Roland Tiêu và Cho Son đến từ game thủ Sima. Hit AC Cho Son và Kata, đội bạn có hai cầu tuyển và không có chiến tuyển. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng có một AC Gan trong tay của game thủ U98. Chúng ta có một Minoan trong tay của game thủ Bùi Phương Nam. Chúng ta có một Cho Son của chim sẻ. Ngày hôm nay chim sẻ cầm khá nhiều chém và Mạnh Hào cũng là người được cầm Cho Son. Như vậy là hai Cho Son, một AC, một Minoan. Hai Cho Son có thể gọi là cân với cả Cho Son và Kata đi. Hai AC cân nhau, Min và Hit thì tất nhiên là Hit để giá nó nhỉnh hơn. Nó không phải nhỉnh hơn ở trong đời 3 mà mình nghĩ nó sẽ nhỉnh hơn ở trong đời 4. Nói chung là chúng ta cần phải kết hợp quần với nhau tốt và giải quyết trận đấu ở thời điểm 13, không nên đưa 14 làm cái gì cả. Bởi vì Hitty 14 sẽ là rất mạnh. Và thế của chúng ta thì Bùi Phương Nam khép góc 12 giờ, siêu đẹp. Góc này người ta gọi là góc chữ A đấy. Góc này là cái góc mà tỷ lệ đánh cùng Bùi Phương Nam lên tới 99,99%. Nhưng hãy cẩn thận, có kẹp xăm giữa nhà của Sẻ và nhà của Nam. Nhà của Nam khủng rồi, sẽ đánh cùng à. 98 đầu cánh cũng sẽ đánh cùng. Và người dâng lời cho 98 đó sẽ là game thủ Mạnh Hà. Cái bên này thì Sẻ sẽ cố gắng một mình cân đôi. Bởi vì với bài đánh cùng Aminoan thì 98 có lẽ sẽ không đẩy ra đầu cánh cho chim sẻ đâu. Và chim sẻ sẽ cần phải có một bài cố gắng cân đôi ở đầu cánh. Và người cầm chủ lực đội bản sẽ để cho Nam giải quyết. Chúng ta đến ngay với mảnh máy của game thủ chim sẻ. Người được cầm Cho Son. Hai vò về nhà từ rất sớm. Ngày hôm nay thì nếu như bạn nào theo dõi video livestream của mình thì mình cũng có nói với các bạn rằng ngày hôm nay mình muốn chim sẻ là người cầm chém chứ không phải là chim sẻ là người cầm cục. Bởi vì sao? Mặc dù vẫn biết rằng chim sẻ là người đánh chém đánh cung rất là tốt, đánh cung có thể gọi là cứng nhất trong tất cả các thủ mà chúng ta đang được biết đây. Nhưng do là đội bạn là những người có khả năng chém rất tốt nên chim sẻ cần phải ra đầu cánh để ít nhất là cân được một nhà, thậm chí là khỏe hơn các nhà của đội bạn. Thì khi mà chim sẻ đã chém tốt thì những đồng đội sẽ có rất nhiều thời gian để phát triển ở bên phía trong cánh. Và ngày hôm nay thì chim sẻ cũng đã thể hiện mình là người cầm chủ lực và cầm chém rất hay. Nhất là những trận mà chim sẻ cầm chém, tiêu biểu là trận đấu vừa rồi các bạn gửi thấy, một trận cầm chém Greg và chém chết nhà game thủ Hoàng Mai Nhi. Mặc dù nhà sẻ và nhà Hoàng Mai Nhi nằm ở rất xa nhau. Bài này là bài đã đủ đồ dành cho Son của chim sẻ. Ôi vâng, như vậy là tôi thấy xác của dân xi măng, có phải không nhỉ? Tôi thấy xác dân của mồ 4, hy vọng là tôi không nhầm. Xi măng chết một dân, không biết là xi măng có dò ra được cái mỏ quả này hay không. Vâng, đúng là game thủ xi măng người được cầm Cho Son. Như vậy cánh bên này hai Cho Son sẽ gặp nhau. Mồ 3 cũng đã chết một dân rồi, game thủ Ron Teo bằng đội bạn chết dần từ rất sớm. Có hai người chết dần đó là Kata và Cho Son. Với việc mà cả hai người đều chết dần thì tất nhiên đây sẽ không phải là bài khỏe dành cho Kata và Cho Son của đội bạn. Chim sẻ bằng lùa hiệu về đến nhà chính. Bài ba con voi và một mỏ quả phụ cộng với cả một đàn hiệu. Đây là đàn hiệu 5. Mỏ quả này tỷ lệ ăn chung sẽ là rất cao. Tôi nghĩ rằng game thủ xi măng cũng đã dò thấy mỏ quả này rồi. Sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Một là dò thấy, hai là không dò thấy. Nếu như dò thấy mà không ăn thì đó sẽ là bài siêu khỏe của xi măng. Hai là không dò thấy thì là tươi. Và như vậy là có thấy và sẽ có ăn chung. Nhưng bài sẻ thì không sợ ăn chung, sẻ vẫn sẽ lên sớm ở trong trận đấu này. Đảo qua mảnh máy cam thủ khác một chút. Đây là mảnh máy của Bùi Phương Nam. Vâng, 27 dân dành cho Nam. Nam có bài lên đời muộn nhưng mà chim sẻ đầu cánh khỏe nên là không sợ. Tôi chỉ sợ cái bài đi dâng A của game thủ Cam Quýt thôi. Tôi sợ bài đi dâng A vào thẳng nhà của Nam thì Nam mới dễ tím này. Chứ còn bài đánh chém thì tôi không sợ. Đây là U98 cầm AC Đan đầu cánh thế nhà khủng. Vâng, Nam lấy nhiều dân nhất. 98 đâu còn thế nhà khủng. Và lên đời có lẽ sẽ sớm quả phụ gần. Vòi về hiệu về. Bài 98 mắc bình. Đây là bài hào. Bài hào kích đời cũng không phải là quá sớm. Đây là game thủ cầm Cho Son đã cố gắng lùa nốt con hiệu về đến nhà chính và quả trả với game thủ chim sẻ. Vâng, chim sẻ có một trận kích chín.
Vâng, kích 9 đến từ game thủ chim sẻ. Đối đầu với chim sẻ đó là Si Mạc, người chết một dần. Thông thường thì với một bài cầm cho son thì cam thủ sẽ kích ở khoảng tầm 10-30, thì đó là bài kích đời tạm được. 10-30 là bài kích đời tạm được rồi mà chim sẻ trận đấu này còn kích 9. Với bài chết một dần thì tôi đoán rằng đây sẽ là một trận đấu mà Si Mạc sẽ kích sang khoảng tầm đầu 11. Và liệu rằng có cửa với cả chim sẻ hay không? Đây là S ăn vàng dành cho chim sẻ và bắt đầu chọc giỏ. Si Mạc sẽ không thể ăn mỏ quả này một cách ngon lành cành đào được. Đang cố gắng chờ nốt cái giáp. Vâng, chờ nốt cái giáp trước khi có một tình huống chọc giò. Bắt đầu chọc giò rồi. Người giò đã có một cái công. Lực của chim sẻ không phải khỏe lắm. Nhưng đối đầu với cả cho son của Si Mạc này, tôi nghĩ chim sẻ sẽ chỉ cần đánh với một nhà BL và một nhà BP mà thôi. Si Mạc đang gom dần để có thể có một tình huống vẩy e để bắt con người giò của chim sẻ. Vâng, hai dân của Mạc phải nằm xuống. Vâng, BL thứ hai. Ồ. Và như vậy là chim sẻ đang muốn có bài ép trần lực để đánh chém. Đây là bài chém bắn máu chứ các bạn. Không phải bài chiếm thủ. Thông thường thì với phong cách của chim sẻ thì chim sẻ sẽ đánh theo kiểu 1L và thủ phủ. Nhưng không, ngày hôm nay chim sẻ đang khác. Vâng, chim sẻ muốn có bài đấu 2BL luôn. Vâng, Si Mạc đang cố gắng nhét dân vào trong mỏ gỗ này nhưng không được. Chim sẻ đang là người vẩy e. Si Mạc đang cố gắng ăn con gà giò của game thủ chim sẻ. Chim sẻ đang chờ con chém của mình được sinh ra. Vẫn chưa có giò đến được Si Mạc. Si Mạc lên đời muộn hơn game thủ chim sẻ là rất nhiều. Đã có 4 dân của Mạc phải nằm xuống. Vâng, thêm một vài cái ruộng nữa, Mạc đang cố gắng tách con ông dần của mình để hòng tìm con đường tẩu thoát. Nhưng chim sẻ đang quá thinh, chém đã ra. Một bài lên đời siêu sớm đến từ game của chim sẻ. Ơ, dẫn rồi. Chạy hơi nhanh đấy. Vâng, 2L bánh xe, sóc một tơn rồi, sau đó là có bánh xe luôn dành game của chim sẻ. Vâng, Mạc sẽ yếu hơn game của chim sẻ là siêu siêu nhiều. Nhưng Mạc sẽ là người thủ phủ. Trong khoảng thời gian mà Mạc có những con phù thủy và... Măng có những con phù thủy và có những con phù thủy công lên nhà của chim sẻ thì đó sẽ khoảng thời gian là chim sẻ sẽ vào để có thể chơi vào nhà trong cánh. Không biết trong cánh của Si Măng sẽ là game thủ nào, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng có bò kín không. Vâng, đã bò kín rồi, toàn bê tông cốt thép thôi, không thể chém được cái vị trí này. Vâng, Mạnh Hào xem một chút. Như vậy là Mạnh Hào đang đối đầu với cả game thủ cầm MOBA. MOBA là game thủ Ron Tễu. Vâng, đội bạn sắp xếp là Mắc Bình nha. Hai nhà anh chém nằm ở đầu cánh, còn hai nhà cung tuyển được nằm ở trong cánh. Nhưng đây sẽ là vài đấu mà hai nhà anh chị em đội bạn sẽ yêu. Nào phải cẩn thận cho cái này. Con giò nào chỉ có một cái công thôi. Bị phát hiện con ngựa giò rồi. Nhưng là con ngựa chém đang tới nơi. Vâng, đang vẩy e nhưng không thành công dành game thủ Ron Tễu. Vâng, tay của Ron Tễu không kịp vẩy e trong tình huống vừa rồi. Và Ron Tễu sẽ mất đi khoảng tầm 5 con ông dân của mình. Mạnh Hào cũng đang có một trận đấu chém tốt. Nhưng bánh xe vừa có dành cho Tễu xong. Vâng, một nhà BP được đưa ra để ốp ở nhà B. Vâng, hết gỗ vừa xây xong trước nhà BS. Đẹp. Tôi đem một chút cho Hào, đây là Nam. Vâng, Nam khỏe nguyên. Đây là U98, 98 thằng 36 cũng đang khỏe nguyên. Và quay trở lại với game thủ chim sẻ. Vâng, chim sẻ vào trong cánh quá sớm khi Si Mạc đã bay với game thủ chim sẻ nắng rồi. Và ăn được khoảng tầm 3 dân của Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai đang có một bài cung R bò nhỏ. Nhưng hãy nhớ rằng đây là cung R Hitty, một loại cung R nó tương đối khỏe. Nhưng chúng ta đã có một chủ lực khỏe nguyên. Hai chủ lực khỏe nguyên thì là chuẩn hơn. Sẻ vẫn đang chưa thể có được cái bánh sẻ. Bài Hoàng Mai là một bài không được đẹp đâu. Và sẽ có nhiều đất để cho chim sẻ có thể quấy vào nhà Hoa Mi hai pha vẩy e để ăn hai con dân này. Và như vậy là một pha vẩy e để ăn hai con dân rồi. Vâng, ai ăn hai dân xong và én bài Hoa Mi là một bài xấu nhá. Và đây là bài rất yếu của Hoàng Mai Nhi đấy. Chim sẻ vẫn đang có chém ở đây. Hoa Mi tạm thời vẫn đang chưa thể đi được cùng. Một gỗ đang hở, chim sẻ đang chém, tên này phải cẩn thận. Không được, bị công cú lên, hơi mất tay một chút. Nam lại rằng có đường cung A ra để đỡ cho game thủ chim sẻ hay không. Chỉ cần khoảng tầm 10 cung A thôi, chim sẻ sẽ có nguyên nhà. Và sẽ là một bài cho son hóa thành y ạ. Chỉ cần 10 cung A đến từ Nam thôi. Đây là U98, 98 đang bị mài kiếm. Vâng, 98 với Hào đã ốp sang nhà của game thủ cam quyết rồi. Vâng, quá nhanh ở cánh bên này. Vâng, cánh bên kia tôi thấy sẻ đã chém sang thứ hai là cũng nhanh rồi. Nhưng cánh bên này còn nhanh hơn. Vâng, Fast and Furious tập thứ 10 đang được thể hiện dưới đạo diễn của U98 và Mạnh Hào. Mạnh Hào và 98 đang kết hợp quân với nhau. Mạnh Hào thì không có nhiều chém lắm nhưng 98 có bài lên đời quá sớm khi được cầm ấy. Sự đàn ở thế nhà Mắc Bình của mình đang ốp ở nhà của game thủ Cam Quyết. Trận đấu Cam Quyết nằm ở trong cánh nhưng anh ta không dâng A những gì tôi nghĩ mà anh ta lại đánh ở nhà. Và tôi nói thật với các bạn rằng Cam Quyết đánh ở nhà chưa bao giờ đánh giá quá cao. Tạm thời game thủ Cam Quyết đang đứng được nhà, anh ta yếu lắm rồi. Vâng, dù anh ta đã mất hết, vâng, Tễu vẫn đang cố gắng quấy. Vâng, nhưng mà chỉ 5 lạc đà, 4 lạc đà thôi. Thì làm sao có thể vào được nhà của game thủ cầm bầy Zidane với thế nhà Mắc Bình như thế này. Thế trận đang cực kỳ tươi dành game thủ đến từ Sparta. Quân xấu hơn nhưng chúng ta đang thi đấu cực kỳ tốt với bài chém hóa Yamato của game thủ chim sẻ nắng. Và tỷ số đường này thành 8-4 dành game thủ đến từ Sparta. Rất hay dành cho chim sẻ và những người đồng đội. Một trận đấu mà Nam không cần phải thi đấu. Vâng, Nam không cần phải thi đấu. Ở nhà nở tham thôi là đã có một chiến thắng rồi.
Chim sẻ lên đời quá sớm và gần như là one hit game thủ xi măng. Cái bên kia Hào 98 còn nhanh hơn cả game thủ chim sẻ. Khiếp thật. Vâng, nhanh hơn cả sẻ luôn. Vâng, 8-4 rồi và chỉ cần một trận thắng nữa thôi thì cam thủ đến từ Sparta sẽ đặt tay mình vào chiếc cúp vô địch của giải đấu Creator Cup 2019. Với số thưởng, với số tiền thưởng là mắc của mắc. Một số tiền thưởng có thể gọi là lớn nhất từ trước đến nay. Một trận nữa thôi, cố lên nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn nhận định sau trận đấu. Và chúng ta sẽ xem các bình luận viên gạo cội. Không sao. Tôi thấy có xe đến từ cam thủ của Smartman Hà Nam. Ơ, xung quân này không được này. Vâng, Bùi Phương Nam là người được cầm Maxi. Vâng, chim sẻ là người được cầm Kata. Ngày mai chim sẻ cầm rất rất nhiều chém. Mạnh Hà là người cầm Greg. Ủa ôi, Mark Kata Greg. Và cuối cùng là Summer. Như vậy chúng ta là 3 chém cùi. À không, Maxi cũng không phải là cùi lắm. Đại khái chúng ta là 3 chém và chúng ta có 1 cục. Không biết đặc quân bên bạn là cái gì, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Lại ấn chụp nhưng mà chụp không kịp. Vâng, tôi thấy bên bạn có sen, ít nhất là có mổ 2 sen của Cam Quýt. Ở đây, đây, đây. Ở đâu, được. Vâng, đội bạn có Minoan của game thủ Simang. Minoan của Simang. Có sen đến từ game thủ Cam Quýt. Có một Babylon của game thủ Roland Tễu. Và cuối cùng là có một Katarian của Hamani. Như vậy là xét về quân thì đội bạn cũng không nhỉnh hơn chúng ta quá nhiều đâu. Đội bạn chỉ nhỉnh hơn chúng ta ở một vị trí, đó là con sen thôi. Trận này chúng ta là xấu hơn nhưng vẫn đánh được, chứ không phải là tịt lắm. Và hy vọng cam thủ sẽ làm tốt. Đây là bài của cam thủ chim sẻ, người được cầm Kata. Đã thấy hai vòi và đàn hiệu 4. Rồi, bài sẻ có vẻ được nha, chúng ta xem sẻ luôn đi. Vâng, một lần nữa thì thay mặt những người làm chương trình thì tôi xin được gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ Tono đã đồng hành cùng với trận đấu này. Hiện tại thì Tono đang có chương trình dọn kho đón Tết và sale bằng hết chỉ từ 69k. Anh em có thể xem chi tiết tại đường link tôi có ghim ở dưới phần comment. Và như vậy là có gì xét lại hay là không thì các bạn vẫn có xe. Nhưng mà không sao. Trận đấu này tôi tin rằng chúng ta vẫn sẽ có chiến thắng thôi. Khi mà cam thủ đang rất bay. Có thêm một đàn hiệu nữa dành cho game thủ chim sẻ. Đây là đàn hiệu ở gần rừng. Chim sẻ hoàn toàn có thể đặt chiếc FPS ở gần cái đàn hiệu này. Và sau đó thì ăn gỗ. Và về sau, sau khi lên đời xong thì chim sẻ sẽ ăn hiệu. Bởi vì bài đã đủ đồ dành cho chim sẻ rồi. Bài này chúng ta xem chim sẻ liệu rằng có đánh 23 dân không nhỉ. Bài này rất có thể sẽ là bài 23 dân của game thủ chim sẻ. Khi mà có tới 4 vòi lùa về. Gỗ đầu, nào, gỗ đầu có xa không nhỉ? À, gỗ đầu không phải là xa lắm đâu. Nếu như chim sẻ đánh 23 dân cũng không quá bất ngờ. Và Bùi Phương Nam vừa dò qua nhà của sẻ của tôi. Tôi tưởng là đội bạn dò qua nhà của sẻ. Ô, cô lại có thêm con vội, lại có thêm một quả nữa này. Vâng, đồ ăn này hoàn toàn có thể nhường cho game thủ Bùi Phương Nam. Có rất nhiều đồ ăn rồi. Chim sẻ sẽ ăn một con hiêu. À, chim sẻ sẽ ăn một con voi. Và nhường cho Bùi Phương Nam vâng, một quả phụ. Hợp lý. Như vậy đây là bài 5 voi và hiệu 4 của Nam. Vâng, Nam cũng 3 voi. Vâng, nhà nào cũng thấy cũng có một đống voi. Thế Hào có voi không? Vâng, như vậy là Hào không có voi. Ý thủ che thiên dành cho Hào chăng? Vâng, Hào đang đối đầu với cả game thủ cầm mùa 2. Vâng, Greg đối đầu với sẻ. Hơi khê cho Hào. Vậy là Hào có thi đấu được trận đấu này hay không? Vâng, bài cũng là 2 quả phụ dành cho Hào đấy. Vâng, một quả này Sen không thấy à? Hay là Sen ăn sau nhỉ? Tôi nghĩ là Sen sẽ ăn sau chứ một quả này không thấy thì thực sự là hơi dị dành cho Quýt. Còn đây là U98 23 dân. Bài 98 thì đang có vẻ hơi xấu. Chúng ta có mỗi một cung thôi nhưng cung đó lại đẩy ra ngoài ở đầu cánh. Vâng, hơi xấu về thế. Còn đồ ăn thì cũng đang là tạp tạ. Quay trở lại với ảnh máy của game thủ chim sẻ. Vẫn còn 2 vòi nữa dành cho chim sẻ. Bài đấu 5 vòi và 98. Tôi nghĩ là vẫn sẽ đánh cung thôi. Bởi vì là chim sẻ có một bài lên đời sớm như thế này thì không có lý do gì mà 98 không đánh cung cả. Vâng, đánh cung để lấy những đơn vị quân để bắn bo nhỏ của đội bạn. Bài này sẻ lên đời xong thì sẽ có thêm một đàn hiêu nữa để có thể ăn hoang. Nam cũng sẽ có một trận chém khỏe. Chúng ta sẽ là thế 3 chém với 1 cung. Hy vọng rằng Nam và game thủ Mạnh Hào có thể one hit được nhà của game thủ cầm sen ở đầu cánh bên kia, đó là game thủ Cam Quýt. Thêm một con voi nữa, đây là dân chết, đây là hiêu chết. Không biết là hiêu này chết là do sư tử hay là do cái gì. Không biết hiêu chết là do sư tử hay là do chắc là do sư tử thôi chứ. Để phút thứ 9 mấy mà đội bạn còn đi qua được cái con hiêu này nghe nó phải hơi dị. Vâng, con voi thứ 5 đang về đến nhà Trình.
Vâng, rất hợp lý dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, đây là BL, còn đây là BM, một bài dâng L đang muốn có hốc dành cho chim sẻ. Bùi Phương Nam kích đời bao nhiêu? Như vậy là Nam cũng có một bài đi dâng L và bài này thì Nam lên đời không sớm lắm. Hào, ô, Hào kích tầm 10 rưỡi này. Còn collect của Hào thì đâu cũng đang rất tốt. 98, 98 kích khoảng cuối 10. Quả trả với chim sẻ. Bắt đầu cắt dần ra để ăn vào. Một bài dừng lờ cao của chim sẻ. Với cái bài dừng lờ cao này thì chim sẻ hoàn toàn có thể có một bài chém thẳng vào trong cánh luôn thì cũng được. Như ở thời điểm đầu thì chim sẻ sẽ cần phải chém vào những người vâng đánh chém bên phía đối phương để có thể vâng giảm lực cho cái thủ 98 người đánh cổ duy nhất của chúng ta trong trận đấu này. Vâng, kéo dần lên để tiếp tục đi ăn hoa. Và con ngựa giò đang được di chuyển sang đầu cánh của U98. Đây là nhà game thủ cầm M1. Chính xác là nhà BL của game thủ cầm M1. Không biết rằng có phải là bài đấu đi dâng của game thủ cầm M1 hay không. Cũng đã có giò dành M1 rồi. Ăn được 1 dân. Cố ăn được 2 dân không? Như vậy là không ăn được 2 dân rồi. Chỉ ăn được 1 dân ở trong tình huống trọng giò này mà thôi. Thì bạn vẫn sẽ có thể có một tình huống xây được 2 chiếc nhà BL. Chim sẻ đã xây 2 lò xong. Và ăn cái gì? Như vậy là ăn thêm một đàn hiêu nữa. Ngựa giò của chim sẻ vẫn đang đi vào trong cánh. Chính xác là đi vào đầu cánh. Vâng, đầu cánh là màu bà Ruan Tễu. Ruan Tễu là người được cầm Babylon. Người dâng lò đó là Simang. Minoan dâng lò để cho Babylon đánh cung chăng? Hay sẽ là người đánh chém? Tôi nghĩ là sẽ đánh cung. Sẽ đánh cung đấy. Vâng, đây rồi. Đấy rồi nhá. Nãy cho Simang chạy thoát được. Vâng, một con ông dân. Rồi đây rồi. Simang là người chưa đời, con sẻ lên đời xong rồi. Vâng, Simang không kịp chạy dần. Đây là 6 đồng dần đến từ game thủ Simang. Bơ 100 vàng dành cho game thủ cầm Maxe. Vâng, cái bài Maxe của Bùi Phương Nam liệu rằng có tìm được người đánh cung của bạn để đi đâm mi hay không? Đây là Bùi Phương Nam. Vâng, dường như là người đánh cung của bạn đó là game thủ cầm Sen, game thủ cầm Quýt. Và nếu đâm bay được game thủ cầm Sen thì là tươi nhá. Người dâng lời cầm Quýt đó là game thủ cầm M4, game thủ Hoàng Mai Nhi. Katarian trên 12 giờ. Và trả với chim sẻ đang chém rất tốt vào nhà game thủ cầm M1. Vừa rồi M1 mất 6 dần, bây giờ thì mất thêm 3 dần nữa. Vâng, 10 dần của game thủ M1 đã phải nằm xuống. Chim sẻ, 2 e thôi, 1 và 2, kít. Rồi, Simang có thể gọi gần như là đã phế rồi. Không có bất kỳ một sát thương gì đến từ game thủ Simang cả. 1 e, đang không có gỗ. Chim sẻ đang cần có một chút gỗ trong tờ này, một chút xíu thôi. Để có thể bò kín được vị trí này. Vâng, chém quay trở lại nhà game thủ Rôn Tiễu một tơn khi mà đã chém yếu được game thủ Simang. Simang mới yếu thôi nhá, chưa chết. Hãy nhớ cái điều đấy, mới yếu thôi chứ chưa phải là chết hẳn. Nâng cấp chém 4 dành cho thủ chim sẻ, tôi thấy chim sẻ chưa có ý sẻ. Nhưng đã bắt đầu nâng cấp chém 4 rồi, vâng, bài chém bắn máu đến từ game thủ chim sẻ. Vâng, nhiều người trước khi giải đấu diễn ra thì các bạn có nói với tôi rằng chim sẻ là người không biết chém bắn máu. Và chim sẻ đang thể hiện cho các bạn biết rằng chém bắn máu nó là như thế nào. 2BL chảy siêu đều lên nhà Ron Tễu. Ron Tễu đang có bài không thể không kín bằng chiếc nhà cứng. Chim sẻ đang có tình huống chém vậy e. Và đây là cái e của chim sẻ. E của chim sẻ. Không được, đó là e của Ron Tễu. Tình huống đầu tiên là tình huống sẻ và e thắng Ron Tễu. Tình huống thứ hai là tình huống Tễu và e thắng chim sẻ. Vâng, tiếp tục là một tình huống chém vậy e nhưng không được. Tễu có một tình huống thủ nhà không hề tồi. Vâng, liệu rằng có phải là một BP không? Nhưng bây giờ thì 98 đã tới nơi. 98 đang muốn kết hợp quân với cả chim sẻ để có thể đánh bay được nhà game thủ Ron Tễu. Vâng, lọt là chết, chắc chắn chết luôn. Thì mày lạc đà đã có chém 4. Vâng, lạc đà đã có chém 4. Vâng, chém cái ruộng đi, không xưởng đâu. Chém cái ruộng, không được. 98 sẽ cần phải chê vâng bắn vào cái ruộng để cho game thủ chim sẻ có thể lọt vào trong. Số lượng cục rồng Ron Tễu đang càng ngày càng đông dần. Còn chim sẻ đang dần bị mất tham khi đang bị M1 chặn và bị thêm cả game thủ có 4 đi vào cái hốc này. Vâng, chiếc nhà bè ở phía dưới liệu rằng có kịp không? Vâng, không kịp rồi, thôi chìm én rồi. Bánh xe đã có rồi, chạy. Đây mà anh máy U98, 98 đang đấu quần với cả Ron Tễu. Một bài mà Ron Tễu cũng khá xấu thôi. Anh ta đang phải giật hết cung vào phía bên trong để có thể chống đỡ lại những con lạc đà của game thủ chim sẻ. Đây là Hào. Cái gì đây Hào ơi? Một bữa hai phải thôi. Garek đầu cánh tham 31 đối đầu với Sen của game thủ Cam Quýt ạ. Và chúng ta xem những con y của Bùi Phương Nam. Bùi Phương Nam đâm bay nhà người cầm chủ lực bên phía bên bạn. Trận đấu này là bạn có hai chủ lực. Một chủ lực đó là Babylon của Ron Tễu. Và một chủ lực nữa đó là Sen của game thủ Cam Quýt. Và Cam Quýt đã chính thức trở thành người thiên cổ ở trong trận đấu này. Bùi Phương Nam cũng đang là nhân tố đang tỏa sáng bên phía của team AE Sparta. Một trận đấu mà được đánh giá là quần xấu hơn, những cầu thủ đang thi đấu rất hay và cực kỳ bay. Và Tễu là người đã bùng nhà. Tôi thấy những con cùng rờ và những con đồng dân của Tễu đã chạy ra khỏi nhà rồi. Đây là U98. Vâng, 98 đã bị quấy một chút bởi game thủ cầm 1-1, game thủ xi măng, nhưng không sao. Đây là bài đánh cung bò nhỏ. Và cái bài này là cái bài sở trường của đội bạn đấy.
Tôi thấy đôi bạn chuyên gia đánh những bài đánh cung bò nhỏ này. Và trận đấu này chị Tám đang thể hiện cho đôi bạn thấy rằng tôi cũng biết đánh cung bò nhỏ, chứ không chỉ mình các ông biết đánh đâu. Vâng, bây giờ các ông vào công đi, bên chị Tám đứng thủ thế là thắng. Vâng, hai nhà chủ lực đôi bạn đều bay rồi. Cả hai cánh đều đang đánh quá hay ở trong trận đấu này. Đôi bạn đang muốn đẩy sang nhà U8, đang muốn lấy nhà chị Tám để đưa thế trận về không ai có nhà. Nhưng chim sẻ ngay lập tức quay trở về thủ nhà cho người em trai của mình. Chim sẻ tham lai 22, dân không còn nhiều nhưng lạc đà vẫn đang còn là rất đông. Rất đông lạc đà. Vâng, Mạnh Hào. Và Mạnh Hào hóa thành cái gì rồi anh em ơi? Mạnh Hào đang hóa thành mấy con gì đó rồi. Greg đầu cánh đối đầu với Sen. Có người dâng lở trò, tham lai vẫn 32. Tôi không thể tin được. Chém vẫn đang chạy tung tăng ở trên cái bản đồ này. Đây là mảnh máy của Bùi Phương Nam. Bùi Phương Nam đã dọn xong nhà của game thủ cầm Sen. Tham lai 28 giành người cầm Maxi. Vâng, trận đấu này các trẻ chúng ta đang thi đấu trên cả tuyệt vời. Đây là mảnh máy U98 và đội bạn đang muốn lấy nhà U98. Thấy có hai màu ở trong tình huống này, có màu ba, có màu một, nhưng 98 dư sức để có thể đỡ cả hai. Vâng, bây giờ thì thêm cả game thủ cầm màu hai nữa thì mới khó. Vâng, Ron Tễu đang cố gắng có tình huống đi quần để có thể móc máy về U98. U98 đang muốn bắt tân quần này của game thủ Ron Tễu luôn. Lực U98 vẫn đang đủ để chăm sóc đều khoảng tầm 4 nhà bia. 98 vẫn đang thể hiện một trận cầm cung rất chắc tay, mặc dù thế nhà. Đây là thế nhà 10 đường vào anh em, không phải là thế nhà 8 đường vào, nó là 10 đường vào luôn dành cho đội bạn. Nhưng 98 đang xin mời. Vâng, xin mời đội bạn vào đây. Tham lai 56 thành U98 rồi. Mạnh Hào tham vẫn 32. Lạc đà vẫn đang siêu đông, đã đi quản vào đồ. Chim sẻ tham lai là 19, vẫn là con hoàng. Vâng, chém lại nhà Rôn Tễu một tờn, chém 4, nó nổ quá nhanh. Rôn Tễu không có cửa hồi với cả game thủ chim sẻ nắng. Bùi Phương Nam tham 32. Hôm nay nở tham khỏe thế. Vâng, bẵng đi có một tí mà nở tận 7 tham nữa. Vừa tham 25, bây giờ lên tham 32. Thế là bị ghê chứ. Vâng, đội bạn ốp. Vâng, đội bạn ốp 98 rồi. Có ai về cứu không? Lạc đà của game thủ có 4 đang khá đồng. Cung đò thì không phải là quá nhiều, nhưng lạc đà đang đồng. Và 98 sẽ phải cần phải giật lại một tờn. Chúng ta cùng xem tân thủ nhà này của U98 để đưa em lên thành một legendary. Có thủ được tân này không? Đang tận dụng những con dốc, giật qua lại một chút để bắn những con lạc đà của đối phương. Cung đò không nhiều đâu, diễn lạc đà là có thể chơi được. Đội bạn không dám lên con dốc này. Tham lai của 98 vẫn đang giữ là 54 55 dành U98. Vâng, có y về thủ đến từ Bùi Phương Nam. Các ông ốp hộ tôi cái. Vâng, y Maxi quay trở về thủ sau khi đã dọn bay nhà của game thủ Quýt Cảm. Một bàn đánh rất hay của Bùi Phương Nam. Vâng, và Ron Tễu là người đã đi sai. Chiếc cúp vô địch dành cho các thủ đến từ Sparta. Một trận đấu chung kết quá cảm xúc và cực hay của chim sẻ nắng, của Mạnh Hào, của U98 và của cả Bùi Phương Nam. Cả bốn game thủ chúng ta đều đánh quá hay ở trong trận đấu này. Quân là xấu hơn, nhưng các thủ đã tận dụng tốt, cực kỳ tốt những cái bài chém của mình, những cái bài chém không phải là quá đột biến của mình. Và sau trận đấu này thì có lẽ rằng không một vị khán giả nào có thể nói rằng quân của chúng ta đẹp hơn mà chúng ta thắng trong ngày hôm nay. Tuyệt vời. Và như vậy là cam thủ đến từ Sparta đã nhận được một cái phần thưởng, đó là 20 triệu đồng tiền mặt đến từ anh Thắng sàn shop Vero. Vâng, khi mà đã giành chức vô địch của giải đấu Facebook Gaming Creator Cup 2019. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ. Vâng, Tono, nhà tài trợ đã đồng hành cùng với trận thiếu này. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Ở trong vòng thiếu bảng của Sparta, của giải đấu Facebook Gaming Creator Cup 2019, chúng ta gặp rất nhiều những cái trục trặc. Vâng, có thể là Thành Lắc yếu, hôm thì Mạnh Hào yếu, hôm thì U98 yếu, thậm chí là có hôm chim sẻ nắng cũng là người yếu. Nhưng khi đến vòng chung kết này, chúng ta đang thể hiện một phong độ quá tuyệt vời. Ngày hôm qua chúng ta thấy Hà Nam đánh hay bao nhiêu, thì ngày hôm nay các cầu thủ đến từ Sparta đánh hay hơn bấy nhiêu. Quá tuyệt vời, quá cảm xúc. Và xin chúc mừng Clan AOE Sparta.